xem nha. Đấy, hôm nay mình quay cho máy kéo lúa đang kéo lúa các bạn. Quá trời luôn, cái máy kéo nó lớn. Thấy lớn quá luôn. Sáng giờ hôm nay mình quay là tới 4-5 chiếc máy đang nha các bạn. 4-5 chiếc máy luôn. Đủ lắm. Và nè bên đây hai cây máy kéo nè. Kéo đường xa nha các bạn ơi. Kế đó cây bé mưa bờ lút luôn đó các bạn. 5 cây. Đây các bạn dòm nè. Quả ở dưới này 3 cây, nó xa vậy nè các bạn. Các bạn thấy không? Quá trời luôn. Rồi còn máy kéo này là kéo tuốt trong đầu vườn đó luôn đó. Đó thòm không? Quá trời luôn, 3-4 cây quá trời. Ở đây nè. Ở đây là hai cái máy kéo. Kéo cái thăm thẳm luôn các bạn ơi. Xe nào xe nấy chạy thấy mê luôn. Quá trời cái cộ luôn. Cộ cộ máy kìa. Đó cộ cái máy luôn. Lớn lắm luôn. Không biết cái máy gì đó bạn ơi, vũ lắm bự. Kéo bên sau còn lúa này các bạn ơi, chết luôn rồi. Vũ lắm. Đây cây bé mưa bờ lúa các bạn ơi. Khiếp. Khiếp luôn. Ở đây ba cây đang chạy lên nè các bạn thấy không? Thòn đồng luôn. Trời ơi, con lúa còn từ đây vô tới chổng luôn nè các bạn, cái miếng dài nè. Các bạn thấy không? Nó kéo dài vô tới chổng luôn á. Trời ơi, lúa còn in thịnh luôn. Quá trời. Nó kéo này lớn dữ lắm luôn, biết đầu máy gì bự lắm bự. Khiếp luôn. Hiện tại mình thấy là 4 máy nè, bên đây 4 máy đang chạy nha các bạn ơi. Rồi ở bên đó một cây chạy lên đó 5 cây. Quá trời. Khiếp. 4-5 máy luôn. Và máy kéo kéo nè các bạn. Đó là chạy thẳng vô tuốt trong luôn nha các bạn ơi, xa lắm. Thẳng vô tuốt trong luôn á. Sau lưng mình á là một cây nữa nha các bạn ơi, cây 70 nữa. Còn bên đây cây 100 đang chạy vô nè các bạn. Ô hai cây đang chạy đẹp quá các bạn. Quay hai cây đang chạy. Đó mấy kéo là kéo thẳng vô đầu vườn trong nó luôn đó nha. Hết thòn xa luôn, cái này đầu ngàn. Hơn đầu ngàn luôn á. Dữ lắm. Nghe cái hai cái máy này nãy giờ mình thấy chạy tự chứ chạy về lên tới đây đó bạn ơi, xa vậy đó. Đó thòn chết. Quá xa luôn. Cây bé mưa Thái nha, ba của luôn. Sơn này để là ba của luôn các bạn. Họ này cặp này chạy chung luôn các bạn ơi. Thank you.
cây 70 không à các bạn ơi, 70 Thái không. Có cái biệt danh là Ba Của này các bạn thấy chưa, có Ba Của đó, có các bạn thấy bốn máy chạy không, có cái chiếc 70 lút nãy đó các bạn ơi, chạy cái gì tới tuốt trong luôn đó, tới đầu dưới đó. Hai máy này cũng vậy nè, bắn cái một kêu tới đầu vườn trống luôn á, trời ơi, xa vậy sao quay thấy đâu. Còn lại cái chiếc DC 70 đó nãy tự ở trong vườn đó mà chạy ra nãy giờ mới tới đó đó mà. Quá trời xa luôn. Đó, thôi, xa chỗ này rồi sao coi. Các bạn và mọi người cùng xem thì có gì có coi thông cảm cho mình nha. Nó nào ngay đó giờ mình bay đắt lẻ không à. Quay cũng dễ xem lắm. Tại gần gần hiện chút rồi máy nó tới, chút máy tới rồi. Hôm nay mình quay đường xa cho nên hơi khó coi, các bạn và mọi người thông cảm. Coi nè, quá trời luôn. Đây các bạn thấy chưa? Có hai cái máy kéo nãy nè các bạn, màu vàng đó. Kéo một cái xuống tí vô đó đó. Tuốt đầu kinh dưới luôn các bạn thấy chưa? Xa lắm luôn, mình quay cũng không tới luôn. Bờ kinh đó các bạn. Rồi mấy nào mấy đấy cũng phải chạy tới đầu kinh dưới luôn. Quá trời luôn. Khiếp thiệt. Chiếc máy kéo này nó lớn một cái khủng luôn nè. Hết hồn máy kéo trời. Ôi máy cắt này chảy nãy giờ chưa lên tới đâu hết luôn. Có cái máy kéo dữ lắm, lớn các bạn ơi. Quá chắc. Wow, 2, 4, 6, 8, 10 này, trời ơi, này siêu cổ, khiếp vậy, quá trời đã luôn các bạn. Chạy nãy giờ chưa lên tới đâu hết trơn các bạn luôn. Bây giờ mình lội dài dài qua đó đi ha, canh nó lên tới chứ xa lắm luôn. Ê hoài không thấy tới luôn. Quá trời cái cổ lúa. Đâu rồi máy đâu rồi, đây. Cái cổ nè các bạn ơi, cái cổ chắc một cái rồi nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 bao, cổ dài dữ, à, cổ này chở cái, dữ lắm à, rồi chứ 70 nãy giờ chạy, biết đâu, chưa lên tới nè các bạn. Tại đầu vườn ở dưới các bạn ơi, chạy lên đây xa lắm luôn, đâu gần đâu.
hết hồn các bạn. Chạy hoài không thấy tới các bạn. Giữ thiệt chứ. Chữ Thái hay chữ Miên các bạn ơi, dán chữ luôn nè. À, thiệt chơi.